Ngày 22 tháng 1, tức mùng 1 Tết, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã bàn giao 33 quái xế cùng xế độ cho Công an quận 10 để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Tổ phòng chống đua xe trái phép của phòng BC08 phát hiện có một nhóm hẹn nhau vào rạng sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão sẽ đi bão. Đến khoảng 3 giờ 50 phút cùng ngày, một nhóm khoảng 100 quái xế trên các xế độ tụ tập, lưu thông thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên tuyến Bắc Hải qua phường 14 quận 10, đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Thành Thái. Lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã chặn bắt được 21 xế độ cùng 33 quái xế và bàn giao cho Công an quận 10 tiếp tục điều tra xử lý.